Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em dọn kho thanh lý tiếp cho anh em một cặp loa cặp chân loa. Anh em về để bày loa book sale hoặc là loa karaoke, dòng loa full lên trên chốc rất là đẹp nhé. Cái cặp chân này ấy, nó là gỗ công nghiệp chứ không phải là gỗ thịt đâu anh em nhé, nó là gỗ công nghiệp đấy. Ngày xưa em mua là 1.200.000, em mua là 1.200.000, nó cao 68, nó cao tầm 68 anh em nhé, chiều cao của nó khoảng 68 đấy. Đằng trước cái thiết kế nó có ba cái rạch này để nó cách điệu nhìn khá là đẹp nhá. Đấy, nói chung là còn rất là mới và đẹp. Cái đế này của nó là đế 30 anh em nhé, hình vuông 30, con trên này là 22. Đấy, anh em bày các cặp loa đứng như kiểu thế này, book sale ấy, hoặc là loa karaoke, dòng loa full, anh em để đứng lên trên chốc rất là đẹp nhé. Anh em để hai bên kệ tivi. Đấy, anh em để dưới đất nhé, để hai bên kệ tivi. Độ nặng của nó bình thường thôi, nó không phải là nặng như đá đâu anh em nhé, nó nặng bình thường thôi. Đấy, em sẽ dán, em sẽ cho anh em lớp băng xốp đây, băng xốp như thế này nhé. Em sẽ cho anh em băng xốp như thế này đầy đủ để anh em dán lên trên mặt này. Khi anh em đã cố định được cái vị trí để anh em để cái chân loa này rồi thì anh em nên dán một lớp băng xốp lên trên chốc này và một lớp băng xốp ở dưới chân nữa để anh em dán cố định nó lại luôn, tránh trường hợp mà trẻ con nó chạy nó đùa nhau hoặc là chó mèo nó chạy nó va vào nó xô đẩy anh em nhé, để cho chắc chắn. Đây, trên này nó có 4 con vít này, khi mà vận chuyển đi xa em sẽ tháo 4 con vít này ra để cho nó gọn gàng, đóng thùng xốp có gọn gàng cho anh em nhé, em thanh lý cho anh em. Đây, nó có 4 vít chân xốp ở đây này. Đấy, đây nhá, khi mà anh em để khi mà anh em cố định loa nó lại ấy, thì em sẽ dùng băng xốp em dán cho anh em 4 lớp vào đây, 4 đường vào đây. Khi anh em đã cố định được cái chỗ vị trí anh em đặt loa rồi nhá, anh em đặt một phát cái loa vào đây luôn là anh em cố định cái băng xốp vào đây là nó dính lại luôn, để anh em tránh trường hợp là đánh rung mạnh hoặc là đổ vỡ. Đấy, em sẽ cho anh em băng xốp đầy đủ nhá. Cặp này ngày xưa em mua 1.200.000 nhưng mà để đây thật sự là cũng chẳng dùng đến, mua về chụp ảnh loa thôi nhưng mà cũng chẳng dùng đến đâu. Thanh lý cho anh em 500.000 và bán tôi cho thanh lý 500.000 cho rộng nhà nhé, 500.000 thôi. Rất là đẹp, anh em bày loa book sale vào thì quá là ok. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.